Chào các bạn, sáng nay thì Thanh dậy rất là sớm và Thanh thấy sương mù rất là dày đặc. Nhìn cảnh vật bên ngoài thì thấy cũng có gì đó hay hay và lạ lạ mắt. Thì Thanh nhớ có lần Thanh đi xuống một cái hồ và thấy cảnh sương mù rất là đẹp. Và hôm nay Thanh rất là muốn chia sẻ cho các bạn xem cảnh hồ nước phủ đầy những sương mù trong một khu rừng nhỏ. Cách nhà Thanh cũng chỉ khoảng vài cây số thôi. Và Thanh đi bộ đến cái hồ này. Và cảnh ở trong khu rừng thì cũng rất là đẹp. Còn bây giờ thì Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn xem cảnh vật từ nhà Thanh đi vào khu rừng và đi ra cái hồ nước này, để xem cảnh vật dày đặc những sương mù vào tiết trời mùa thu với những cây lá đổi màu rất là đẹp. Và để biết cảnh vật sương mù vào mùa thu đẹp như thế nào thì Thanh mời các bạn cùng xem video này nhé. Thanh tin là video này sẽ không làm phí thời gian của bạn để xem cảnh vật đầy dãy những sương mù rất là đẹp và rất là lạ mắt này. Và có những con sóc bay nhảy trong khu rừng rất là đáng yêu. Và sau đây thì Thanh chỉ sẽ lồng nhạc cho các bạn xem. Bởi vì ở những video trước thì Thanh đã chia sẻ cho các bạn xem những cây cối đổi màu của mùa thu. Và rất là nhiều điều Thanh đã chia sẻ cho các bạn biết. Thì hôm nay Thanh chỉ muốn cho các bạn xem cảnh vật sương mù. Và Thanh sẽ lồng nhạc thật im dịu. Các bạn có thể xem, vừa xem và có thể ngủ luôn cũng được. Để các bạn không có bị nhàm chán. Nếu như mà thú vị thì các bạn sẽ xem tiếp. Còn không thú vị thì các bạn có thể ngủ để thư giãn với nhạc êm dịu. Với Thanh thì Thanh rất là thích xem những cảnh vật lạ mắt và đẹp như thế này. Và bây giờ thì Thanh sẽ bắt đầu cho các bạn xem từ những quang cảnh đầu tiên nhé. Hiện tại thì Thanh đang đi bộ vào một khu rừng nhỏ ở rất là gần nhà của Thanh đó các bạn. Từ nhà Thanh bước vào đây chỉ mất có vài phút thôi. Đây là cảnh vật của cuối tháng 10 ha các bạn. Thì hôm nay lá cây cũng rụng đi rất là nhiều rồi, có thể là rụng hơn 50% rồi đó các bạn. Nếu mà muốn xem cây lá đổi màu rất là đẹp vào mùa thu ở vùng Nova Scotia này thì các bạn nên xem vào khoảng giữa tháng 10 thì Thanh nghĩ có lẽ sẽ đẹp hơn đó các bạn. Hôm nay thì lá cây đã rụng rất là nhiều. Lát nữa mình sẽ đi trên một con đường có rất là nhiều lá rụng, nhìn cũng rất là đẹp luôn hết các bạn. Thì mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Có người thì thích ngắm cây lá đổi màu vào mùa thu thiệt đẹp, nhưng có người lại thích xem lá cây rụng đầy đường ngập lối đi. Và khi có gió thổi thì những cái lá cây này nó bay trên bầu trời rất là đẹp. Thì đi trong cái rừng này gió thổi thì cũng rất ít khi thấy mà gió mà bay lá cây xào xạc, nên mình chỉ có thể là lá cây rụng đầy trong rừng thôi, chứ không có thấy cảnh mà lá cây bay xào xạc ở trên không gian ha các bạn. Còn bây giờ thì Thanh chỉ sẽ lồng nhạc vào video này cho đến phút cuối, để các bạn vừa ngắm cảnh đẹp sương mù ở trong rừng và cảnh đẹp sương mù ở hồ nước, vừa được thưởng thức âm nhạc du dương trầm bổng, để các bạn được thả hồn vào thiên nhiên một cách tuyệt vời nhất các bạn nhé. Các bạn nhìn hiện tại lúc này thì lá cây ngập cả lối đi trên một con đường dài ra tới cảnh bờ hồ luôn hả các bạn. Lát nữa quay cảnh bờ hồ xong, Thanh sẽ đi vào lối đi khác và quay cảnh rừng ở phía bên kia cho các bạn xem. Và cho đến khi hết cảnh sương mù và Thanh sẽ về tới nhà. Ở video tiếp theo thì chắc chắn Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn xem về những cảnh tuyết rơi mùa đông, những cảnh sinh hoạt ngoài tuyết, vui chơi ngoài tuyết, cảnh xúc tuyết và cảnh đi dạo ngoài trời tuyết và cảnh lái xe ngoài trời tuyết. Tất cả Thanh sẽ cho vào video tiếp theo của Thanh. Còn bây giờ thì Thanh xin tạm dừng thuyết minh tại đây. Các bạn nào yêu thích và quan tâm đến những video tiếp theo của Thanh thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh, share, like và luôn luôn ủng hộ Thanh nhé. Tên kênh của Thanh là Tracy Thanh Nguyễn. Xin chào!
morning. Good morning.